bạn xem mấy cái thái nè. Thấy vậy ha, thưa vậy ha, vậy còn mấy chục trái nha các bạn. Dạng lá nè các bạn. Lá rất là đẹp. Nè các bạn. Trái ha. Đó, trái trên 30 ngày các bạn. Tất cả các nhánh đều mang trái các bạn, tất cả các nhánh đều mang trái. Một cây này gần 200 trái. Tất cả các nhánh đều mang trái nè. Rất là đẹp các bạn. Các bạn đừng có hỏi thái xịt cái gì ha. Nói chung nó cũng vô đó à các bạn, nó cũng vòng vòng vậy à. Nè. Nè các bạn thấy trái đẹp không? Đó. Tưới tăng lần nước lên xíu, mình thấy mình nói nó tưới tăng lần nước hơn xíu. Nè. Đó, đẹp không các bạn? Đây nè. Đó, thấy chưa? Đó, tiễn nha. À tiễn nha, tiễn trái 3 lần, bây giờ là còn rụng xương xương thôi. Chứ không còn rụng nhiều nữa đâu. Đây nè. Đẹp ha. Năm trước cây này ít trái nè. Năm nay bắt đầu nhiều trái, nhiều cực kỳ luôn các bạn. Nè. Mời không? Rồi. Các bạn hỏi giai đoạn này xích cái gì đúng không? Các bạn nhìn mẫu trái nè. Nè, các bạn nhìn mẫu trái nè. Cái trái này ở ngoài nó xanh lắm các bạn, chứ nó không có như trong video đâu. Trái này nhỏ rồi bỏ đi. Trái này bỏ đi ha các bạn. Trái này trái cùng tay mình rồi nè. Đã không? Các bạn, nó bỏ nhóc chân nè. Xanh nó bỏ nhóc chân các bạn. Đây nè. Trái này á thì thường thường á thái sẽ cho dẫn phun lớn trái nha các bạn. Dẫn phun lớn trái. Các bạn xem như thế này nè, ví dụ những cái cây mà như thế này mà bây giờ á, mà nó còn rụng á, thì các bạn chú ý là các bạn phải cộng đậu trái ha. Đậu trái không phải là cộng canxi các bạn ha. Để mà đạt được đậu trái thì nó cần rất là nhiều thứ, giống là vi lượng nè, một số vitamin, chứ không nhất thiết là phải canxi ha. Thái dẫn cho nó cộng CR2 và cái gì, cái quan trọng là cái vỗ trái nha các bạn ha. Có rất là nhiều sản phẩm nha các bạn, ví dụ như vỗ trái, ví dụ như là sữa tướng trái, như thế này các bạn, nè các bạn xem nè, đây bạn hàng quỷ, nói gì rồi sao, gì sao bán mày, thằng này là chắc nó rụng ở trên nó đập xuống nè, các bạn thấy không, thằng này mẫu trái dài nè đúng không bạn, các bạn đi mà sai phân là các bạn sẽ thấy nó dài nữa nha, có một cây thôi, một cây một vài trái dài với đó bạn, kỷ niệm, nặng ký lắm, đã lắm. Đây các bạn xem cây nè, xem dàn lá và trái trong nè các bạn, quyền ra nè, nhìn kỹ coi, nó rất là nhiều trái, để thái qua đây, đây nè, ta thấy chưa, họ ha, chúng ta tiễn xong rồi ha, các bạn biết là dây nhợ này kia là buộc sẵn hết trơn rồi, chuẩn bị là chừng nữa là, thấy chưa các bạn, đã không, đã nhóm đã luôn. Nó có mấy chục cây thôi các bạn, mà các bạn sẽ thấy là nó ở nhà nguyên ngày như thế này nè, đẹp không? Mẫu trái này là tuyệt vời. Thái hỏi nó mày thấy sao? Sao? Hết đi đường tỉa, hết đi đường tỉa các bạn. Các bạn đi ba số đi, dặn cây này các bạn đi ba số đi, đồ nghề đó các bạn, làm luôn cái đồ nghề như thế này. Trái rất là đẹp. Ai nói cái cuốn mà cuốn dưới mới đậu đâu, cuốn trên đậu cũng ngon lắm các bạn ha. Chừng nữa mình buộc thôi ha. Ôn không các bạn? Rồi. Đây nè. Trái này thì cái này là chúng ta thấy là chúng ta là điểm nhiều trái là có nhiều tiền đó ha. Đây nữa nè. Còn lon vô đây nè các bạn, những cái trái như thế này nè, thì chúng ta tưới, có quyền chúng ta tưới tăng nước rồi, tại vì thường thường trái này nó rất là cần nước nha các bạn, tưới thiếu nước nó cháy lá dữ lắm, nên nhớ là nước nó quan trọng luôn nha các bạn, thấy nè nó kỹ tới nỗi giờ nó lấy rơm nó cỏ rồi để như thế này nè,
à. Cá như thế này các bạn mà lái nó vô đã trả 75.000 á ha các bạn, chưa biết là tới lúc đó như thế nào à, nhưng mà mình khuyên các bạn là không cần lấy tiền sớm đâu các bạn ha, đừng có lấy tiền sớm à, chúng ta vẫn duy trì là tới đâu chúng ta xử lý tới đó đi, không có cần mà phải lấy tiền sớm đâu à. À. Lá này các bạn, thấy các bạn xem lá này. Cái cây này thì nó để sẽ 200 trái các bạn. Từ nửa tháng sẽ qua thấy nó nói cây này hồi năm trước đã 200 trái rồi. Hôm nay mấy cây trái ghê. Cây này thì lo tiễn nữa các bạn. Đó, tiễn mấy đợt rồi đó các bạn. Tiễn rất là nhiều đợt rồi. Mà vẫn còn rất là dữ. Nè. Các bạn thấy những cái nhánh của nó nè, những cái nhánh của nó mang trái ác lắm. Nè. Ở trên kìa. Đó, ai thích cái đít mà dài dài vậy thấy không? Thái làm thấy làm rất là thích mấy dài 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 vậy đó. Nha, đang nhìn nữa mình vỗ trái ra cho nó bự, nó nặng ký cái gì. Thấy chưa? Nè, có trái nè. Cây này cả trăm trái mà. Ha. Ghê không? Ha, thời điểm này chúng ta bắt đầu vỗ trái được rồi ha. Vỗ cho nó bung bung cái hông ra. Đó. Rồi ok các bạn. Đó. Quy trình thì nó cũng không có khác gì đâu, nhưng nó sẽ có thay đổi một chút xíu thôi, không có gì hết à. Rồi ok, trái gì là ok rồi đó. Đó rồi.